suốt ngày ủ rũ. Con muốn ly dị. Cô gái trở nên buồn bã khi người chồng đối xử lạnh nhạt với mình. Và cô quyết định trở về nhà, nơi có người mẹ vẫn hàng ngày trông nom cô. Bất giác trên đường về, cô lại một mình lang thang qua những con đường cũ, nơi cô và chồng cô đã từng đi qua. Cũng con đường này, nhưng sao bây giờ cô lại cảm thấy nó cô đơn và lẻ loi quá. Cũng trên con đường ấy, cô lại bắt gặp những hạnh phúc nhỏ nhoi, những cái ôm siết chặt, những giọt nước mắt hạnh phúc của những con người đã lâu lắm rồi không có ai gặp nhau. Trời mây, nhà nhà đều sớm về, đào tươi thắm mai vàng khoe sắc sáng xuân. Nhiều hoa tươi cũng vui mà sao, bạn niềm vui bố về. Quả nào hơn gia đình mình chung mái nhà chào xuân. Dù là nơi rất xa, còn muôn ma cuộc sống, người cùng còn yêu nhớ thương bao điều, từng bước chân như vội hơn. Nụ cười tươi thiết tha, niềm vui trong ánh mắt. Một mùa xuân ấm êm gia đình, gió đưa xa lời hát. Đón xuân về với mái đào trước sân, nghe hương xuân đưa lăng lăng. Đón anh về với gia đình cuối năm, hạnh phúc đông đầy chứa chan bao lời. Xuân hò, tên nào vui bằng tên toàn nghĩa.
Người em trai thứ hai của cô hiện là thầy giáo tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Đã 3 năm rồi anh chưa về nhà. Liệu rằng tới năm nay anh có thể trở về để đoàn viên và sum họp cùng với gia đình được hay không? Năm rồi, có lẽ đối với anh, một người trẻ tuổi thì đó không là gì cả. Nhưng đối với mẹ anh thì đó lại là một khoảng thời gian dài, nhớ con trai đến quay quắt. Anh không có can đảm để nói với mẹ mình rằng tới năm nay anh lại không thể trở về. Bỗng nhiên nhìn khung ảnh gia đình, anh lại nhớ tới bức thư cô em gái đã gửi cho mình vào ngày 24 tháng 12 năm trước. Gửi anh trai của em. Giờ anh đang làm gì vậy? Để cô em gái này thử đoán nhé. Anh đang cặm cụi bên chồng sách vở cao ngất ngưỡng của các em học sinh chứ gì? Hay là đang nghiên cứu giáo án? Mà chắc là đang đi dạo cùng một cô gái dễ thương nào trên đó đúng không? Anh ơi, Đà Nẵng lạnh lắm. Năm nào cũng vậy. Đêm Noel luôn là đêm mà cái lạnh ùa về rõ nhất. Đi giữa thành phố hôm nay, bỗng nhiên em thèm một buổi tối ấm áp quây quần cùng gia đình mình, được tranh giành tí tách ngô nướng cay thật cay cùng anh, được ngồi đan những tấm khăn choàng cổ ấm áp cùng mẹ, được bố ôm vào lòng mỗi khi cùng ngồi xem tivi hay tị tê về chuyện trường lớp cho cả nhà, để rồi lại bị anh trêu chọc, lại được bố xoa đầu cười. À, mẹ em cũng nhớ chị nữa. Chị với em sống cùng một thành phố mà có bao giờ gặp nhau đâu. Anh thử gọi điện nói chuyện với chị thử nhé. Hồi nhỏ, chị lúc nào cũng thương anh nhất mà. Nhiều khi một mình em bước đi dọc theo những con phố đã lên đèn, khi mọi người đều tìm về tổ ấm của mình, em lại nhớ nhà mình đến trào nước mắt. Đà Nẵng lúc nào cũng đông vui, tấp nập lắm anh ơi. Ngoài đường xe cộ lại đông đúc. Nhìn vào tờ lịch treo tường, mẹ em mới nhận ra hôm nay là đêm Noel. Nhìn ra xa, nhìn dòng người đi chơi, những cô bé, cậu bé được bố mẹ dẫn đi, được mua đủ thứ, em thấy cô đơn và nhớ nhà quá. Anh trai của em nhớ giữ gìn sức khỏe, công tác tốt và sớm về với gia đình. Tết này anh có về không vậy? Mẹ nhớ anh lắm đó. Em hy vọng năm nay sẽ được gặp anh nè, chị nè.
ngồi quay quần bên nhau như cái thuở mình còn nhỏ. Nhớ lắm anh à. Mong nhận được hồi âm sớm của anh. Cô em gái hay làm phiền anh. Khi những ký ức ngày xưa chợt ùa về, anh bỗng nhớ mẹ, nhớ chị, nhớ em. Anh quyết định sẽ trở về nhà. Nhưng trong anh vẫn còn lo lắng cho người con gái mà anh đang yêu. Rồi mẹ. Quá giỏi. Em quay đầu đỏ để nhà em ở mái mới đỏ tươi, trường học trên đồi em tô đỏ thắm, xây gạo đầu xóm hơn nở chói người. Ha, nắng lên rồi mặt trời đỏ chót lá cờ tổ quốc. Chúng ta đi, chúng ta hôm nay là nghỉ nha. Rồi, cảm ơn các em nhiều. Đang bắt ngủ em là anh. Em tới lâu chưa? Em tới. Chờ chút nha. Và hôm nay anh sẽ nói với cô về quyết định anh và cô sẽ phải chia tay một thời gian. Chưa biết khi nào có thể gặp lại. Dẫu biết rằng hội ngộ là chia ly, chia tay cô trong niềm nhớ, nhưng anh tin chắc rằng sẽ có một ngày anh gặp lại cô. Mẹ ơi, con về rồi.
về nhà đón Tết gia đình trên hết.